Tổng thống Donald Trump đã tweet ra là đừng mua vỏ xe của Goodyear nữa, vì họ đã thông báo cho nhân viên của họ không được mặc quần áo có logo của MAGA hoặc là Blue Lives Matter. Một phút sau đó, cổ phiếu của hãng này đã giảm xuống 6%, mức thấp nhất trong ngày. Cụ thể là Tổng thống Donald Trump đã tweet rằng đừng mua vỏ xe Goodyear. Họ đã thông báo vào một ngăn cấm trên logo MAGA hat. Hãy mua những chiếc lốp tốt hơn với chi phí thấp hơn nhiều. Và đây là những gì đảng Dân Chủ cánh tả cấp tiến làm. Hai người có thể chơi cùng một trò chơi và chúng ta phải bắt đầu chơi nó ngay bây giờ. Sau khi Tổng thống Donald Trump post dòng tweet kêu gọi tẩy chay hãng này, thì 85 triệu người theo dõi tài khoản của Tổng thống đã phản ứng thuận tình kêu gọi tẩy chay hãng này theo đó. Lập tức cổ phiếu của hãng này có trụ sở tại tiểu bang Ohio đã giảm xuống mức thấp nhất 6%. Chỉ còn là 9,15 đô, trong khi đối thủ là hãng vỏ Richardson's Corp lại tăng là 1,42%. Sở dĩ có sự cố này là vì một số nhân viên của hãng này cho biết rằng họ được hãng thông báo rằng họ có thể mặc trang phục của Black Lives Matter nhưng không được mặc quần áo có logo như là MAGA hoặc là Blue Lives Matter. Dĩ nhiên, Goodyear hốt hoảng và lập tức đính chính trong một tuyên bố đã tweet. Goodyear's Tires cho biết là trang cấm đoán trên không được tạo ra hoặc là phân phối bởi chính công ty Goodyear. Chỉ là ý kiến của một nhóm người nào đó mà thôi. Công ty cũng cho biết họ yêu cầu các cộng sự kiềm chế các biểu hiện tại nơi làm việc, ủng hộ vận động chính trị cho bất kỳ ứng cử viên hoặc là đảng phái chính trị nào, cũng như là các hình thức vận động tương tự. Ngoài phạm vi của các vấn đề công bằng và công bằng chủng tộc, nhưng nội vụ có vẻ như là đã quá trễ, cổ phiếu của hãng này giảm đến 40% tính đến thời điểm hiện tại. Trong một động thái nhằm chấm dứt chương trình hành động trì hoãn trục xuất những người nhập cư trái phép vào Mỹ từ khi còn nhỏ DACA, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thông báo sắp bác mọi đơn xin được bảo hộ nhập cư và đồng thời rút ngắn thời gian bảo hộ đối với những người xin gia hạn giấy phép của chương trình này. Theo sự điều chỉnh mới nhất thì Mỹ sẽ không nhận thêm bất kỳ đơn xin bảo hộ của những người nhập cư trái phép vào Mỹ từ khi còn nhỏ, còn gọi là thế hệ Dreamer. Bên cạnh đó thì giới chức của Mỹ sẽ xem xét từng đơn xin gia hạn giấy phép DACA và thời gian bảo hộ sẽ giảm xuống còn 1 năm thay vì quy định là 2 năm như là hiện nay. Như vậy, DACA sẽ vẫn được duy trì đến hết cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra vào ngày 3 tháng 11. Trả lời phỏng vấn qua điện thoại, một quan chức cấp cao của Mỹ nhấn mạnh những thay đổi này sẽ thu hẹp quy mô của DACA, trong khi chính quyền Tổng thống Donald Trump và Bộ An ninh Nội địa thực hiện cuộc rà soát trên diện rộng và tính pháp lý và có những cân nhắc liệu là hạn chế hay là tiếp tục chương trình này. Vào năm 2017, Tổng thống Trump đã cố gắng hủy bỏ DACA, vốn bảo vệ khoảng 649.000 người nhập cư trái phép, chủ yếu là sinh ra tại Mexico và các nước Mỹ Latin, khỏi nguy cơ bị trục xuất và đủ điều kiện làm việc trong 2 năm. Tuy nhiên, vừa qua thì Tòa án tối cao của Mỹ đã ra phán quyết ủng hộ DACA và cho rằng động thái hủy bỏ DACA của Tổng thống Donald Trump đó là trái luật. Dù vậy, phán quyết này không ngăn cản Nhà Trắng tiếp tục tìm cách chấm dứt chương trình này. DACA có hiệu lực từ năm 2012 dưới thời chính quyền của cựu Tổng thống Barack Obama. Tổng thống đương kim Tổng thống Donald Trump đã thể hiện quan điểm cứng rắn về vấn đề di cư, cả trái phép và hợp pháp trong chiến dịch tranh cử hồi năm 2016 và tái tranh cử năm 2020. Song vấn đề này được nhìn nhận gây khó dễ cho ông bởi DACA nhận được sự ủng hộ rộng rãi trên toàn nước Mỹ. Theo một khảo sát do Reuters tiến hành vừa qua thì có tới 64% người trưởng thành ủng hộ DACA. Phát biểu trong cuộc họp báo, Tổng thống Donald Trump vui mừng thông báo công tác sản xuất vaccine coronavirus đang tiến triển rất tốt. Các liệu pháp chữa bệnh cũng vậy và mọi thứ tiến triển nhanh hơn so với dự định. Tổng thống Donald Trump đang tận dụng triệt để toàn bộ nguồn lực của các khu vực công và tư nhân nhằm cung cấp một loại vaccine coronavirus an toàn và hiệu quả sớm nhất có thể. Những biện pháp bảo đảm sản xuất vaccine an toàn, các phương pháp điều trị, chẩn đoán và phân phối trong thời gian quy mô chưa từng có đang được đẩy mạnh nhằm ứng phó tình hình hiện tại ở tại Hoa Kỳ nói riêng.
Vào đầu năm, Tổng thống Donald Trump đã thực hiện chiến dịch tạm dịch là chiến dịch thần tốc, một sự hợp tác đột phá giữa chính phủ liên bang, cộng đồng khoa học và khu vực tư nhân nhằm phát triển và cung cấp những loại vaccine phòng ngừa dịch bệnh trong thời gian sớm kỷ lục. Chiến dịch này được xem là một cuộc vận động công nghiệp quy mô khổng lồ. Mục tiêu của chiến dịch thần tốc đó là sản xuất và phân phối 300 triệu liều vaccine phòng coronavirus an toàn và hiệu quả sớm nhất. Chính quyền Tổng thống đã đẩy mạnh đầu tư vào những công ty sản xuất vaccine, cung cấp nguồn tài chính để thực hiện sản xuất hàng loạt và đặc biệt là song hành với các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối. Ngày càng có nhiều kết quả hứa hẹn trong thử nghiệm lâm sàng và sản xuất giai đoạn đầu, nhiều nhà sản xuất vaccine đang tiến hành thử nghiệm giai đoạn cuối và chiến dịch thần tốc đã đầu tư vào hơn 5 loại vaccine, hợp tác cùng nhiều công ty dược phẩm để mà sản xuất ra được nhiều vaccine an toàn và hiệu quả nhất có thể. Nhiều công ty dược phẩm sinh học điều chế vaccine đang bắt đầu bước vào thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3. Trong đó bao gồm AstraZeneca, Moderna và Pfizer. Cụ thể là Moderna đã thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 với sự tham gia của 30.000 người Mỹ. Nhiều độ tuổi khác nhau, vaccine này sử dụng mRNA tổng hợp để chống lại virus, giúp cho cơ thể miễn dịch với virus Vũ Hán. Điều đáng chú ý đó là vaccine Moderna được phát triển và sản xuất nhanh hơn các loại vaccine truyền thống khác. Tổng thống Donald Trump phát biểu trong một cuộc họp báo rằng tôi tự hào thông báo rằng vaccine Moderna đã chính thức bước vào giai đoạn 3 và đó là giai đoạn thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối cùng trước khi được phê duyệt và chưa bao giờ có bước tiến nào thần tốc như vậy. Nhiều công ty sản xuất vaccine cũng đang tận dụng mạng lưới thử nghiệm lâm sàng của Viện Y tế Quốc gia để mà tìm các đối tượng tham gia thử nghiệm vaccine. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA đã cho phép tiến hành 185 xét nghiệm khẩn cấp, trong đó có hơn 150 xét nghiệm phân tử và 30 xét nghiệm kháng thể. Họ cũng đang thúc đẩy những phương pháp điều trị mới cho bệnh nhân nhiễm coronavirus nhanh nhất có thể và kết quả đã tìm ra nhiều phương pháp trị liệu đầy triển vọng như thuốc Remdesivir. Chưa từng có một loại vaccine nào có thể tiếp cận thị trường nhanh chóng như là vaccine phòng ngừa coronavirus. Có ý kiến cho rằng loại vaccine này không thể nào tiến hành thử nghiệm tính an toàn và hiệu quả một cách nhanh chóng đến như vậy. Cũng có thông tin cho rằng vaccine phòng ngừa coronavirus sắp tới có thể có rất nhiều tác dụng phụ như hủy hoại thai kỳ, gây ra các dị tật bẩm sinh, hội chứng kích động thần kinh v.v. Có nhiều thuyết cho rằng các trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh tập đoàn dược phẩm Merck và Pfizer cũng như là hàng loạt các tổ chức khác đã cố tình thêm các chất gây hại vào trong những chủng vaccine hiện nay nhằm gây ảnh hưởng cho người Mỹ và đặt mục đích kiểm soát dân số theo ý muốn của mình. Tuy nhiên, điều này cũng chỉ là đồn đoán mà thôi. Các giới chức chuyên môn và những chuyên gia sẽ thử nghiệm cũng như là kiểm tra kỹ lưỡng trước khi loại vaccine được đưa ra công chúng sử dụng một cách rộng rãi. Theo nguồn tin mới nhất, đây thực sự là một tin đáng mừng cho nền kinh tế Hoa Kỳ nói riêng và cho toàn dân Hoa Kỳ nói chung. Các quan chức của Mỹ vừa cho biết rằng vaccine coronavirus 19 Moderna sẽ được sử dụng rộng rãi vào cuối năm sau khi hãng này công bố bắt đầu thử nghiệm 30.000 liều để kiểm tra độ an toàn cũng như là tính hiệu quả. Một trở ngại lớn nhất chính là việc phê chuẩn cấp phép. Thử nghiệm này là nghiên cứu giai đoạn cuối đầu tiên trong chương trình của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm tăng tốc các biện pháp chống lại virus corona và thêm hy vọng vào một loại vaccine có hiệu quả sẽ giúp chấm dứt đại dịch coronavirus. Moderna đã nhận được gần 1 tỷ đô từ chính quyền Mỹ trong chương trình hỗ trợ để giúp các ứng viên sản xuất vaccine nhanh chóng. Có hơn 150 ứng viên sản xuất vaccine coronavirus đang trong quá trình triển khai với khoảng 20 ứng cử viên triển vọng đã thực hiện thí nghiệm trên người. Pfizer và Johnson & Johnson bắt đầu các cuộc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn mới đối với các ứng cử viên vaccine coronavirus. Hãng dược phẩm của Anh cũng cho biết rằng họ sẽ bắt đầu các cuộc thử nghiệm quy mô lớn vào mùa hè đối với các vaccine mà họ phát triển theo nghiên cứu của Đại học Oxford. Giám đốc Viện Sức khỏe Quốc gia của Mỹ cho biết rằng trong buổi công bố bắt đầu thử nghiệm giai đoạn 3 quy mô lớn của hãng Moderna rằng là một loại vaccine coronavirus an toàn và hiệu quả sẽ được phát hành vào cuối năm 2020. Đó là một mục tiêu lớn nhất
nhưng cũng là mục đích đúng đắn dành cho người Mỹ. Một cuộc thử nghiệm này cho thấy được tính an toàn và hiệu quả của vaccine coronavirus. Moderna có thể sẽ cung ứng chục triệu liều. Giám đốc điều hành của hãng Moderna cho biết rằng công ty vẫn duy trì việc phát hành khoảng 500 triệu liều một năm và có thể tăng lên 1 tỷ liều một năm. Các thử nghiệm quy mô lớn của Moderna được thiết kế để đánh giá tính an toàn của vaccine Moderna mRNA-1273 và xác định xem liệu có thể ngăn ngừa được các triệu chứng coronavirus sau khi dùng hai liều hay không. Ứng cử viên vaccine Moderna sử dụng thông tin RNA tổng hợp để mô phỏng bề mặt của virus corona và dạy cho hệ miễn dịch cách nhận diện và vô hiệu hóa nó. Công nghệ này cho phép phát triển nhanh hơn và sản xuất nhanh hơn so với các loại vaccine truyền thống trước đây. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.